tàu đẹp quá. Rồi, đường phố ở Agra, thành phố của Ấn Độ rất là lộn xộn. Ủa, quay lại hả? Quay lại để cho mình dùm cái đền. Quay lại cho mình dùm cái đền xong rồi đi về chỗ khách sạn. Dòm thôi vậy phải không? Giá hai đền. Mà làm mình kẹt xe hả? Móc kèn rồi phá lạ. Đó, về lại. Kẹt xe quá, phá lạ mình luôn. Đường phố của Ấn Độ đây, Agra, thành phố Agra. Đây là đường phố này bò nó đầy đường luôn. À, vậy là hôm qua là mấy con khỉ thì nó tấn công con mèo chứ không phải là con chó đâu. Đây nè. Đây nè, khỉ ở đây rất nhiều. Khỉ ở đây nhiều lắm. Đó. Nó giết con mèo á, nó giết con mèo luôn á. Nguyên đàn khỉ đứng nó chờ kìa. Kìa, có khỉ con bên kia nữa kìa Giang. Khỉ mẹ khỉ con như một đám luôn. Giang, yeah. Hello. Come here. Group photo. Give me up. There no paint here, no painting. Only you can see the stone, marble and the stone used for the work here. Okay, please down. Mới sáng là người đông quá luôn á. Mà bây giờ mới 6 giờ sáng nha. Mà người đã đông như vậy rồi á. Còn nếu mà 9, 10 giờ thì nó đông còn hơn con Nguyên nữa. Đền Taj Mahal. Wow. Đông như quân Nguyên luôn. Yeah. Đẹp quá, mỗi sáng vào đây đẹp ghê luôn ha. Những cái đá hồi xưa mà đá cẩm thạch này mà ông làm được cái này chở ở đâu về làm chứ đâu? 100 con voi chở đá xuống đó. Hả? 100 con voi chở. Thì đó, chứ đâu phải đơn giản đâu. Để làm cái công trình này huy động 100 con voi. Cái cửa cũng từ xưa luôn hả ta? Đúng rồi. Come back here, come first, go inside. Come on. Come back, go inside. Woo! I love you. Lấy nó vọng lại á. This is the residence place of Shah Jahan Mumtaz, the king and queen. Lives there. Thế kỷ mấy? Thế kỷ 17 hả? Vì sau này, sau đời nhà Trần nhà mình luôn mà, tới nhà nhà Hồ. The wife of Shah Jahan Mumtaz, when she died, first during party here, after that, Taj Mahal was constructed. After finish this, that time used $879 million use to construct this Taj Mahal. And after finish this, for Shah Jahan, he was started for himself Black Taj Mahal. While he was the foundation, you see there, that's the foundation was started. Shah Jahan was 14 children.
in seven life and seven die. In which the Aurangzeb, the fourth son of Shahjahan, become very powerful. Yeah. And he want to become a king. So he captured his father and put it in the jail there in Agra. À, nó nhốt ổng bằng kia hả? Chà chà. Rồi dạ. So in this age of 70 he can't see the Taj Mahal. Just only cry because this is built for her wife. Ông ở bển thì ông không nhìn thấy được cái tấm hình này luôn. Không nhìn thấy được luôn hả? Tức là công trình của ổng mà ông không thấy được luôn. I will show you there when we go there, okay? And then after that he was in prospect there, residence there, and then after that he died. He also, his son also buried body here. Nhưng mà chết thì cũng đem xác treo đây chồng. À thì vậy cũng được. Thôi nói chung là an ủi, an ủi. Tại vì cũng quả báo tại cái ông thấy cái này nhiều người chết quá, máu chảy nước mắt. Nhưng mà thằng con là con ruột của ông với bà đã nằm trong này luôn. Nó lấy là ông nằm bên cái ngôi mộ bên kia và vợ ông nằm cái ngôi mộ bên đây, nghĩa là hai người. Hai người, hai bà sông. Màu trắng và đối mặt với nhau. Đó cái miếng đất đó đáng lẽ là xây cái plaque Taj Mahal cho ông. Nhưng mà xây thì con bắt rồi. Chưa kịp. He built the Taj Mahal, white Taj Mahal for her wife. And black Taj Mahal for himself. Okay. While he was going to be construct the son in prospect there. Yeah. But this is a flat, no gap between the stone. Sao mà làm được cái miếng này từ đây qua đây luôn, cái kìa này nó không có mà nó liền. You see here, it's a flat. And now you can come back side. Now you can see from here. Con voi chở đá nó ghép cho đây nè. Nhưng mà cái nó không có ghép mà là liền luôn nè, anh thấy đá liền nè. À cái khúc này hả? Cái này là nguyên một tảng đá lớn luôn nè. Rồi nó cứ khúc từng khúc lên lên đó luôn. Không có một cái liền từ đây qua đây luôn nè, anh thấy không? Ờ. Nó liền luôn. Nó liền lạc. Nó liền dưới đây vậy nè. Đúng rồi, nó mới ghép mấy cái miếng đen này vô nè. Nghĩa là nó cắt sẵn rồi xong rồi. Nó cắt sẵn ở đâu rồi? Đúng rồi, rất là từ lâu rồi. Cái này giống xi măng trắng. Đó đó, chắc là để gia cố. Xi măng. Anh đã đứng đây là bạn.